HTML dương pi đầu bông tăng sân đó này dân thòm đá dương phở editor mặt tờ xế dương phở cam thi các bạn này và đây dùng đồng rơi trong ngôi pra nọt phẹt xe chạy dưới đấy mẹ thay nhưng đồng rơi nọt phẹt là nọt phẹt tam nhưng kết mới tới ôi sao ôi thì nó bỏ khạt tổng lập nhóm như phở Dreamweaver đấy. Chúng ta cắt file thỏm na chẳng máu. Đây xin tạ nó bỏ HTML file nhằm lục tránh là xa ta xây làng bên mũi mũi ở kia dân dồn rồi dân sẽ nhà bạc thách vì có sẽ nhà tổ chiên đấy đồ la mà hãy đọc thải đọc thải sau tôi cái bán thông của bạn HTML chẳng máu. Tập mà mình tìm ở anh ấy bật ô tô này hay khi tìm ở mình ấy đã search anh tìm ở lại à, mấy sân đấy nhưng xin tạm bảo viên những ai bà cầm thì làm mùi xế chẳng mất á nhưng xin tạm viết anh tìm ở cứ thử thèm bạc thạch mà anh ấy sẽ nhà bạc thạch đồ lá đọc thái ăn đọc lý anh tìm ở hãy bật về hãy bạc cái thì mở mà hãy bật cái thì mở tọa máu mình tên tới miếng body body nó chia cả lái ra bên được xe dân cái xe ấy nó body nó viết bài bà luôn hay xe thật đăng điện xe gì ấy bởi xe chỉ ăn bót đưa gọi xe chia à so heading à so chúng nó chương thống dân pra start đời H1 H1 thông như thế và hồ đó ấy sách tốt những gì này và thôi đây hello world hay trong màn chỉ paragraph nhưng pra p này p à paragraph sắp xe là bao thom nào ok thằng đồng máu hay dương sale sẽ đặt na quá này ở phần hai thì pua static website cứ HTML run là na các bạn này đấy vào đội PHP PHP thì mình cái lại sale tốc biến đồng thời chẳng phải đo đúng là nhưng vậy thì là dương đang thầm lesson nhưng cắt folder mới mất đặt mua PIS web design thì em đặt index.php chứ mất .html chứ mất đấy file index rồi có file ấy các bạn đặt xuôi đặt tên đây chúng ta sao đặt index cái sao ấy p để dương được thưa website maintain file index đi chỉ file đồng bộ cái này bị thử rằng bà bị hosting ấy chẳng bị home bị home page cho này bà p để dương vay ô đó ta ông rootvilla.com vay promo với tờ rốt rootvilla.com ấy tờ rốt file index.php được có đó HTML như thế bởi sân và phụ bị xa xanh tiết đôi chi ASP.net ASP.net chia và phê bị xa là bỏ cơ môn phụ Microsoft vì ọt phở index thì phở default default.asp được có đó HTML như thế không có thể phần nặng mà đang được open source PHP bỏ dưỡng này cứ dùng phá index hay sale rồi hãy trong ran viết bác mất tục nè mình tục đặt top mấy nhé đi folder bao nhiêu mấy đi bác viết cho môi đang browser mà đi chẳng nhé này nè so heading H1 những thông bằng này anh đi paragraph sau thông là đi tốt tên này miền đọc thay thêm ở anh thêm ở body bật body bật anh thêm ở tỏ xạ tỏ xe định mắc của bạn đấy
sang ngày muốn có toàn ban răn sụp bố là chẳng ai ba răn màn tích mình đã sân máu ở dưới bình viên răn hay nhóm xuất do mà thách sổ rộp một bật đi khót mới sân ngày mai về xì phê.